Đến trưa 10 tháng 1, lực lượng phòng cháy chữa cháy Bình Dương vẫn phun nước dập tàn vào hiện trường vụ cháy lớn, khiến hai nhà xưởng sản xuất mút xốp rộng hơn 1.000 m2 bị thiêu rụi tại khu công nghiệp Uyên Hưng. Theo các nhân chứng, sáng cùng ngày, trong lúc hàng trăm công nhân đang làm việc tại khu xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Phú, chuyên sản xuất gỗ vốn Trung Quốc, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực kho chứa mút xốp. Lúc này, một số công nhân và bảo vệ chạy ra kiểm tra thì phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội rồi bao trùm toàn bộ kho hàng, nên vội hô hoán nhau di chuyển đồ đạc, hàng hóa ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong kho hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc các đơn vị chữa cháy thì bất ngờ gió lớn nên khiến đám cháy tiếp tục lan sang tường rào của một công ty bên cạnh, nên lực lượng phòng cháy chữa cháy buộc phải cử thêm 4 xe cứu hỏa đến hiện trường để hỗ trợ chống cháy lan. Trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, vụ cháy may mắn không gây ra thiệt hại nào về người nhưng đã khiến hai kho xưởng rộng hơn 1.000 m2 bị thiêu rụi, đổ sập cùng nhiều tài sản có giá trị bên trong.